trung du. Về này toàn đồ nghệ thuật nhỉ. Mở 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 quay thôi anh vẫn chẳng thế. Dạ. Anh phải đi. À đi à? À mấy ngày để kiếm là bao tiền cái du đây? Anh... Bao tiền cái du đây? Đây à? Vâng. Đây là 5 triệu. 5 triệu còn cái kia. Cái này là 1.8 triệu. Hay quá, để bàn hơi bị đẹp đấy. Nó là cây gì vậy? Du, hàng mini để bàn. Hàng cây nghệ thuật, dòng cây nghệ thuật. Càng cắt càng đẹp. Cây này thì đẹp. Đấy. Là cốc đế. Rất hay. Làm ông Đỗ Phủ Quốc Châu ở dưới đẹp. Được ạ. Được ạ. Đấy. Chú về làm ngay cái tay rơi ở bên này được. Trời yêu đấy, chú thức mà con này để vào đây, chú thức vẽ cho thì coi như đẹp hơn cả ảnh. Truyền thân vào đây luôn. Kiểu gì có một cái tay rơi. Đẳng cấp luôn. Rất đẹp mà các bạn. Con đồ yêu. Nó không như với cái dòng kia. Yên tâm, bỏ tay. Có. Nói chung là ổn. Dòng cây nghệ thuật. Đấy. Đấy còn cây trâu đấy là bao nhiêu anh? À, 1.8 triệu cho lên đường. Đấy, giá êm ái, 1.8 triệu. Giả vô rồi. Đẹp chơi. Này toàn cây nghệ thuật. Tay cành xong hết rồi. Toàn cây nghệ thuật sạch sẽ. Đấy. Hay quá. Đang mua gì đấy? Giờ chở đi đâu đây anh? Nào anh buộc lại, anh để đây công an ra thì anh chạy. Hôm nay có đuổi đâu mà chạy. Không đuổi á? Giờ có đuổi nó đâu. Người ta bày cả rồi. Đấy, xe hàng đi lại, đi về lại đầy hơn. Đi nặng về, à đi nhẹ về nặng. Đấy, cây đẹp đấy. Cây là cây gì? Du. Du thủ, du thủ. Du có mà công nguội, có mà công sốt có. Quê có cái công sốt không cháu? Có, đúng rồi. Quê em miền Trung Du. Trung Du. Giờ chuyển thành Trung Du. Trung Du Bắc Bộ. Hôm nào kiếm cho chú phải cơm nếp nhá. Vâng. Cháu ở đâu? À, cháu ở Mùng Căng Chải xuống. À, Mù Căng Chải à? Vâng. À. Tỉnh đến Lào Cai à? Đấy, ở khu vực ý đó. Simacai. Đi một cách nào? Đi xe máy được. Cháu đi từ trưa hôm qua. Gửi gửi xe, cả xe, cả hàng lên xe khách xong rồi xuống đến Hà Nội thì đi xe máy. Vào khách sạn. Cháu nằm vỉa hè thôi chú ạ. Khách sạn làm sao đủ tiền để sống. Và trên cái cây nó đắt quá phải xuống Hà Nội bán. Xuống Hà Nội bán cho nó dễ bán. Cây trên nó đắt xuống Hà Nội mua ít về lên đấy bán. Đấy. Rồi ok, xin chào ngân hàng của anh. Tôi được chuyển ra đây kìa. Anh. Này đàng hoàng quá anh. Hai xe. Chào nghệ sĩ nhé. Nghệ sĩ đưa cái này ra đây to thế. Đã lên đường là cái nào rồi? Chưa. Sáng giờ chưa, chưa. Hôm nay mang hơi ít đấy nhỉ? Hơi ít. Thôi thế thôi. Xe của Dương Cương. Dương Mất Cương. Dương Mất Cương. Cái này cái của anh Hiếu.
anh Hiếu thì gì thôi, anh em xem biết đang có cây gì đấy, cái giao dịch thì đến nhà. Khu vực Dương Nội video tôi có quay rất nhiều lần. Có bác này lên, bác này thì chuyên những cái đồ nhỏ nhỏ này, không biết quay cái gì bây giờ. Đây cái xì, cái xì lòng ruột mèo này. Đây này ông mua cái này về đi chợ này. Ruột mèo này. Ông có viên đá này hay nhỉ? Nhìn như bàn tay ấy nhỉ? Ngón út đây. Đấy, đây loại chủng tượng thế chứ không giống hoàn toàn. Đá này gọi là đá gì đấy ông? Nhũ đá. Nhũ à? À? Cái này mình cắt ở động đúng không? À, có phải cắt ở động ra hay là như nào? Cắt ở trong núi. Vâng, nó màu đẹp nhỉ? Nhìn như cái bàn tay ấy. Gỗ, hôm trước có một cái bàn gỗ thì bán rồi. Cái hộp này thì ra đâu đấy 5-6 triệu. Đó có cụ bán rong này, tôi không biết tên đâu. Tất cả đây đẹp quá. Vừa nãy bán hai cái du cho chung kìa. Nhanh thế. Có cái dưới. Cái dưới đẹp nhỉ. Đấy. Dưới này bao tiền đấy bác? 2,5 triệu. Đây là nói đấy nhỉ. Bác Hưng. Đây. Cây này cũng thế. Mai này cũng thế. Vạ con gái rồi. Này. Điền thì điền. Này. Đây của nó thì tôi cắt hết. Cắt này. Mai chân này. Cái mai này tưởng hôm trước có ông ấy lấy mà không lấy. Đẹp, đẹp nhỉ. Xong siêu đẹp. Già mơ. Cái quả 2,5 triệu, 2,7 triệu. Già, nó già hơn cây kia nhiều. Cây kia cái lọt cái xa. Thì tôi bảo già hơn cây đấy nhiều rồi. Già bây giờ phải già. Già là nước là... nước da nó gần như bạc phếch như... thả đi dưới này kiếp da tiền đúng mẹ da bây giờ bán không hợp không lý bán cho gì cười thôi thì tôi bán được nữa đây sang cái xe này về để điện để cho bác tiếp khách. Lang thang cái này thôi, đây số của mày đây cũng có, đây còn có thông tin đấy. Xem thì phải chịu khó nhìn và mở tiếng lên các bác nhé. Xi để bao nhiêu đấy anh Viễn ơi? Viễn ơi, xi để bao nhiêu đấy? 10 triệu. 10 triệu. Chậu đẹp phết nhỉ. Đấy cái chậu này trồng xanh xi cực kỳ đề hợp. Mà ngủ cũng nặng đấy. Đúc thôi. Hoa kia chắc là đập tay. Thắng à? Mở hàng chưa?
hàng chưa anh? Thắng rồi. Mở hàng chưa? Linh Sam bao tiền cây nữa? Là một cây à? Bằng nhau hết à? Hạt gạo đấy đúng không? Lá rí. Đang mùa hoa. Nhìn thấy có tí hoa nhìn sướng mắt. Nhiều hoa quá. Còn hôm nay thì giá cả nào vậy? 15 triệu đấy, đi mà yêu thương hàng khủng long bậc của cái khác thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại nhá. C33 này chắc giá căng này. Ok, để tôi sang hầu các bác bên này lực biết.